Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình đã quay trở lại. Mình sẽ làm tip nhỏ để hướng dẫn mọi người cách ốp lát sàn gạch sàn gỗ ở trong Remax. Để ốp lát sàn gạch sàn gỗ ở trong Remax, chúng ta sẽ sử dụng một cái plugin, đấy là Floor Gallery. Hiện tại thì mình đang có phiên bản dùng cho Remax 2014 đến 2018. Chúng ta chọn bộ cài phù hợp với phiên bản đang dùng. Copy. Và mình sẽ chép vào trong cái thư mục cài đặt của Remax ở vị trí folder là plugin. Bây giờ mình sẽ mở Remax và tiến hành tạo sàn gỗ. Thì để trước khi tạo sàn gỗ, chúng ta phải có, ví dụ như là chúng ta áp dụng vào trong một cái dự án chúng ta. Đây mình sẽ ví dụ với một cái mặt nền trong phạm vi khoảng 5m. Để tạo sàn thường là chúng ta sẽ vẽ ra một cái đường bao ở xung quanh, đấy là bằng các hình outline. Ở đây nó là một hình đơn giản, cho mình sẽ bắt điểm bằng cái rectangle. Bước tiếp theo là mình sẽ vào trong cái bảng Modify và mình sẽ tìm lệnh Floor Gallery. Mọi người ấn kim F để tìm. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bảng điều khiển của nó. Cái bảng điều khiển của nó đầu tiên đấy là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái dạng sàn cố định. Ví dụ như là chúng ta có sàn gỗ dạng thông dụng nhỉ. Hoặc là cái dạng xương cá như này. Đó. Ngoài ra thì nó có dạng như này nữa. Đây là cái dạng gạch tổ ong đúng không? Điểm mình sẽ làm ví dụ trên một cái dạng cơ bản nhất. Đó. Thì để tạo sàn, chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên đến là các cái thông số về kích thước của sàn, về độ dài, rộng, kích thước của khe hở, kích thước của hành lang, độ dày. Ví dụ bây giờ mình sẽ chỉnh. Ở trong thực tế thì có rất nhiều loại sàn, tùy vào cái loại mà chúng ta đang dùng trong trình thì chúng ta sẽ hiểu kích thước cho nó phù hợp. Mình sẽ cho cái ron của nó rộng ra chút. Cái độ dày của cái sàn thì mình có thể cho bằng độ dày ở trong thực tế, tùy vào cái tấm, tùy vào cái loại sàn mà chúng ta đang sử dụng cho công trình. Ngoài ra ở phần kích thước này, chúng ta cần phải quan tâm đến một cái thông số, đó là cái tổng tỷ lệ di chuyển giữa hai với nhau. Ở đây nó đang để là 20%. Ví dụ như để 50% thôi. Nhưng mà thế là cái khoảng cách, cái sự di chuyển nó cách nhau khoảng 50%. Đó. Đây là loại rất là thông dụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi thêm, ví dụ như là chúng ta sẽ mở cái kiểm ra để có thể là có thanh dài, thanh ngắn khác nhau. Đây là cái thanh ngắn và thanh dài. Tương tự như thế cho cái chiều rộng. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần chỉnh sửa chung của nó. Ở dưới khu vực này, thường là chúng ta sẽ quan tâm đến cái hướng. Chẳng hạn như là mình sẽ quay thử 90 độ chẳng hạn. Đó. Ngoài ra thì trong một số trường hợp chúng ta cần sự thực tế, ví dụ như là cái sàn này mình ốp từ góc này ốp ra chẳng hạn,
thì miếng ở đây nó sẽ là một cái miếng nguyên, một miếng đầy đủ, không phải là một cái mảnh ấy, không phải là một miếng dở như này. Thì chúng ta sẽ di chuyển nó ở cái phần offset. Đó, như đây mình di chuyển theo cái trục đi. Buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao xa, luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững. Ok, ví dụ như thế. Gọi nhau trên lối đi xưa, nhớ nhé em giây phút mặn nồng. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi thêm một vài thông số như thế này. Đấy là ở cái khu vực dưới này nó sẽ có một cái thông số như là cái phần mark time, đấy là cái độ kênh, chẳng hạn như là mình sẽ chỉnh đến. Thì mọi người thấy là ở các cái góc của nó sẽ có một cái độ kênh tùy thuộc vào thông số của chúng ta. Thì mình sẽ tăng mạnh lên. Đó. Thì như này mình có thể áp dụng vào một số cái mảng, mảng tường trang trí và ốp thì dạng gạch hay là gỗ dạng kiểu như này. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đêm bắt đầu. Chúng ta có thể thử thêm các cái dạng khác. Về cơ bản thì nó khá là giống nhau. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn texture lên một cái tấm sàn như này, dựa trên một cái mép gỗ có sẵn. Okay. Bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh unwrap để mình chỉnh sửa mapping cho cái tấm sàn này. Đó. Khi vừa mới áp lệnh unwrap thì nó tự động nó chọn cho chúng ta các cái mặt phía trên rồi. Nó bỏ qua các cái ron này. Có thể ron này chúng ta không cần thiết cho nên chúng ta sẽ không cần phải mapping nó. Thế bây giờ ở khu vực edit UV chúng ta sẽ chọn chỉnh chủ Z và kích vào nút lệnh ở đây. Đó. Okay. Cái bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn góc độ mặt, chọn toàn bộ các cái mặt có trên bảng UV này. Chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ sắp xếp. Bây giờ mình đã có được một cái tấm sàn, có một cái mặt sàn gỗ mà các cái mép nó đã không giống nhau. Để chỉnh sửa cái tỷ lệ, chúng ta sẽ chọn các lệnh khu vực trên này. Như là bây giờ mình sẽ muốn cái mép nó sẽ nhỏ lại, ta sẽ sửa thêm cái mặt UV trên này. Đó. Okay. Tấm sàn ở phía dưới không cần thiết, chúng ta có thể gắn cho nó một cái màu, một cái chất liệu có màu sắc bình thường như là một cái màu sáng đen chẳng. Ok, như vậy là đã. Nay mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tip tiếp theo. Nhớ like và share để cho mọi người cùng biết nhé.